Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 tiếp tục yếu đi do ma sát với đất liền, nhưng mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai. Lúc 10 giờ thì tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng, cường độ cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong chiều nay sẽ yếu thành một vùng áp thấp, sức gió giảm hẳn xuống dưới cấp 6. Nguy cơ gió mạnh trên đất liền không còn nhiều, nhưng mà mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ thì tổng lượng mưa là từ 60 đến 120mm, có nơi trên 250mm. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, lượng mưa có nơi vượt 200mm. Mưa dồn dập có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Những ngày qua, do ảnh hưởng của rìa xa của cơn bão số 2, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây ra mưa dông cho nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ. Không chỉ mưa to cục bộ gây ngập úng, dông lốc cũng làm tốc mái hàng chục hộ gia đình. Mưa lớn kèm dông, lốc mạnh xảy ra sáng qua tại xã Long Hưng A, Long Hưng B và Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã làm gần 50 căn nhà bị hư hỏng. Trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 44 nhà bị tốc mái. Cũng trong sáng qua tại xã Lạc Quới, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, mưa dông kèm lốc xoáy cũng đã làm hư hỏng nhiều nhà dân. Chiều qua chỉ sau khoảng 20 phút mưa to như chút, tại nhiều tuyến đường chính của thành phố Bạc Liêu như Trần Phú, Hòa Bình, Võ Thị Sáu, Hùng Vương, nước ngập nửa bánh xe. Mưa ngập xảy ra vào giờ tan tầm, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Chiều và đêm nay, dự báo Nam Bộ tiếp tục mưa rào kèm dông, có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm. Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh, sấm sét vẫn có thể xảy ra. Bên cạnh đó là nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp. Còn tại Hậu Giang, mưa dầm nặng hạt kéo dài và kèm theo dông lốc nhiều ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch và mới xuống giống bị thiệt hại. Máy cắt chờ sẵn hơn 3 ngày nay nhưng không thể xuống ruộng vì mưa lớn liên tục. Hơn 20 công lúa OM18 của ông Nguyễn Thanh Tâm ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ bị ngập nước hoàn toàn. Ông đặt máy bơm rút nước nhanh để thu hoạch lúa, giảm thất thoát. Chi phí thì nữa mình cắt mình bắt bơm nước ra, như mấy vụ trước thì mấy năm trước mình không có bơm, năm nay chi phí mưa gió nhiều nó ngập quá trời phải bơm nước ra. Giờ lội tới đầu gối để về cắt cũng đâu được. Nếu mà một ngày một đêm cạn thì khoảng cỡ 300 ngàn tiền dầu. Ông Nguyễn Thành Trung ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp được thương nhân đặt cọc 40 công lúa giống OM18 với giá 7.500 đồng một ký hơn một tháng nay. Mấy ngày qua, mưa lớn không thu hoạch được, cộng thêm lúa ngã sập, ông lo lắng giá lúa sẽ bị hạ xuống. Lúa thì nói chung mà cái chi phí này cũng cỡ 2 triệu ngoài 3 triệu, mà bây giờ trời mưa bão này hoài rồi thành ra không biết cắt được hay không. Giờ máy thì cũng không có, mà nước nó ngập gì thì lúa nó cũng chuẩn bị hư dần tới nè. Nếu lúa sập xuống rồi thì cắt thế nào nó cũng ra lúa. Từ lúc xuống giống đến nay, 20 công lúa của anh Nguyễn Văn Cần ở xã Dị Trung, huyện Dị Thủy gặp mưa liên tục, tỷ lệ chết giống khoảng 40%. Anh phải ngâm thêm 50 kg lúa giống để xạ lại. Dù có hợp tác với trạm bơm của xã, nhưng tranh thủ trời vừa hanh nắng, anh đặt thêm một máy bơm để tháo nước. Tháo thêm đó, giờ cũng mưa nó chắc cũng thao nữa chứ không còn nhiều đâu. Cái nữa giờ chỉ khó dập, không gầy 20 công bơm chắc cũng cả 1 triệu rồi, tiền dầu. Thống kê từ Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh, vụ hè thu năm nay, nông dân toàn tỉnh xuống giống hơn 74.000 hectare. Còn 20.000 hectare lúa đang giai đoạn thu hoạch, trong đó có hơn 160 hectare lúa bị đổ ngã. Hơn 20 hectare trong tổng số 21.000 hectare lúa thu đông giai đoạn mạ bị ngập. Hiện các khu vực có trạm bơm, ngành chức năng yêu cầu tăng cường nâng công suất, bơm thoát nước để nông dân thu hoạch lúa